Mình thấy đường 50 km/h các bạn. Của con này nó to các bạn. Cái gai của con Leopard này cực kỳ to luôn. Xin chào các bạn. Thì về cái con Leopard mà dạng Twitter Carbon này á, mình đã review rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay có cơ hội đi ra một cái chỗ rất là rộng lớn này, mình muốn thử cái độ chó của con Leopard này các bạn. Thứ nhất là độ tốc độ của nó, tại vì mình đạp á kêu nó nghe cái tiếng rất là đã. Những cái dòng xe leo núi như thế này nè, xíu mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng mà cái vỏ xe này nè nó vả vô đường, cái tiếng rất phấn khích. Thì đây là khung carbon nha, chúng ta có bộ group này là 10 líp sau và 3 dĩa trước, giò dây trục rỗng luôn nha. Rồi ở đây thì có gắn một cái đồng hồ để mà đo tốc độ. Cái con này nó có GPS luôn. Mejani C406. Con này có giá là 1.150.000. Thì tí xíu nữa coi là test max speed khi mà mình chạy con Twitter Leopard này nó như thế nào. Đấy. Ok, không nói nhiều nha, chúng ta đi ngay nha. Thôi, cái con này nó rút lên. Yeah. Mình ở đường 50 km/h các bạn. Lái lên 50 km/h nó chịu. Yeah. Bốn mươi rồi. Yeah. Wow. À, xuống rồi, xuống 35, 32. Dừng thôi, dừng thôi. Tắm vô. Rồi, một màn đua con Twitter Leopard với lại con xe hơi. Thì mình chạy max speed con này các bạn. Mình lên 40.5 km/h. Thì lúc đó cái xe không lên được nữa, hay là sức mình yếu rồi, tới đó không còn đạp nổi nữa. Thì con này chạy tốc độ tối đa mình chạy được là 40.5 km/h. Rồi, Twitter Leopard đã thể hiện được cái độ chó của nó với mình là 40.5 km/h chạy nhanh. Với con này thì nếu các bạn nào quan tâm cần một chiếc xe màu sắc để chụp hình thì liên hệ ngay bộ phận kinh doanh của Tâm Đức để đem em Twitter Leopard này về. Còn bây giờ thì mệt quá các bạn ơi. Đã 40 km/h. Rồi bây giờ tạm biệt. Tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tâm Đức để ủng hộ bọn mình làm video tiếp nha. Bye bye. Chúc các bạn năm mới thật nhiều niềm vui và tốt lành. Maximum là 42.3 km/h. À, hồi nãy chắc có thể chạy không thấy rõ. Lúc lo chạy không à. Wow. 42.3 km/h là max speed của mình với lại con Leopard. Độ chó của nó với mình là 42 km/h đó.